Hello, xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ nha. Có ai xem không ạ? Ai xem không cho Tùng biết để Tùng chào lại nha. Mọi người ơi, có ai xem không? Cho Tùng biết là Tùng chào lại nha. Hello Trần Tuấn Anh. Chào Trung Sony, chia sẻ cho anh em vào ngắm hoa mọi người ơi. Hello Hoa Vô Khuyết. Chào Trần An An. Hello Trần Quý Hiền. Chia sẻ đây mọi người, chia sẻ cho anh em vào ngắm nào, để anh em có động lực nào. Chào Long Phạm, hello Hoa Lan Quảng Nôm. Chào Nam Xuân Xuân, hello Vườn Lan Bắc Huyền. Chào Toàn Họ Lê, em yêu. Hello Trần Tuấn. Em chào anh trai Vườn Lan HV. Hello Công Lợi Bùi nha. Tùng hói thì phải đẹp trai dễ thương nữa mới đúng. Mọi người thấy thế nào mọi người? Không chơi bông này thì chơi bông gì? Hả anh em? Ok, Toàn Họ Lê ơi, anh cảm ơn em nhiều nha. Chào Tây Tiến, hello Vườn Lan Phú Lộc, Phúc Lộc. Em cảm ơn anh trai HV nha, Vườn Lan HV nha. Vẫn thấy comment Tây Tiến ơi. Mọi người cho Tùng một cái comment để Tùng chào mọi người nha. Mọi người chia sẻ cho anh em vào ngắm lan để lấy động lực nào, để cho Tùng thêm niềm vui, thêm nhiệt huyết mọi người ơi. Cảm ơn Công Lợi Bùi và Tây Tiến nhá. Mọi người thấy thế nào? Đó. Hoa này hoa thật, tác phẩm thật chứ không phải là giả nha anh em. mọi người ơi, chia sẻ cho anh em vào đi nào. Chia sẻ đi, chia sẻ. Bằng bằng. Hello Long Phạm nha. Chào Thanh Trúc Nguyễn. Hello anh trai Trường Sa. Chào Lê Tiến Hùng. Chào bạn Quang Sang nha. Mọi người chia sẻ cho anh em vào ngắm nào. Ngắm lan thôi, không cần ngắm Tùng đâu. Đây. Sao cho nó rõ được anh em. Chỉ là Phú Thọ thôi mà nó như này mọi người. Đó. Chỉ là Phú Thọ thôi nha. Chào Nghĩa Tín nha. Phú Thọ Nghĩa Tín ơi. Phú Thọ mà phê không anh em? Lông phê không? Lông lá phê không anh em? Đủ yếu tố nha anh em. Kỳ trên thân, mầm gốc và hoa. Bông nào cũng xinh. Sao tự Tùng đưa như thế nào cho nó rõ nhỉ? Chào Trung Mạc nha. Đúng rồi, cánh chim không mỏi. Chiến đấu trên mọi chiến trường. Chiến đấu trên mọi mặt trận. Nha anh em. Nhiều lông nó mới phê Trung Hà ơi. Chưa có điều kiện để sở hữu dòng hoa. Đây mọi người nhìn đây.
Đây này. Đẹp không mọi người? Thua kém bông nào? Nếu mà dùng chiêu bài thì không ai biết đây là Phú Thọ. Ok, nhân dương nha. Đây, mọi người ngắm đi. Phú Thọ đó. Nếu anh em chơi chất chơi Phú Thọ này ngắm đi. Phê chưa? Hello em trai Tuấn Tú. Chốt kim Phú Thọ trên thân. Đó, kim Phú Thọ trên thân đó. Đó, kim Phú Thọ trên thân đó Tuấn Tú. Hoa Phú Thọ bay tốc váy luôn. Ok, nhẫn cỏ nha. Ok, dung lương. Trắng mút tinh khôi anh Vlad HV ơi. Mọi người nhìn thấy cặp mắt tuyệt vời không? Bộ lông thế nào mọi người? Chào Đại Cát Ochit nha. Hello Thúy Bình. Chào Đức Cẩm. Hello Trang Nguyễn. Cả giò như là Phú Thọ máy đỉnh. Ok, khoa HO nha. Chào Vũ Quảng. Chia sẻ đi mọi người, chia sẻ cho đông anh em vào ngắm nào. Em chào anh trai An Thiên. Em chưa có Ngọc Sơn Cước và Bạch Tuyết nở, nhưng mà em có cái bông này nở được không anh? Bông này nở được không anh trai? Đây mọi người này, nếu nhờ so sánh với các bông khác thì bao nhiêu phần trăm? Môi trái tim luôn nha mọi người nhé, môi trái tim nha mọi người. Lông thì thôi rồi nha. Đấy, bông nào cũng vậy luôn nha mọi người. Đó. Em cảm ơn anh An Thiên. Em chào chị Ánh Tuyết Victoria. Cảm ơn Vũ Quảng. Đầu tiên tưởng Bạch Tuyết hả? Ok em trai Tuấn Tú nha. Thực sự là đẹp. Ngắm như này thì thực sự là ngắm tùng thì chán, nhưng ngắm hoa là không chán đúng không anh em? Hello mọi người chia sẻ cho anh em vào ngắm ngắm năm cánh trắng Phú Thọ này để anh em có thêm động lực nha. Đây, chọn tác phẩm đây. Đó, chọn tác phẩm nó hơi cao, tụi phải đứng xa mới hết nha mọi người nha. Xin chào 79 người đang xem live của Tùng nha. Ngắm chủ vườn các anh em. Đó rồi mọi người chia sẻ cho đông anh em vào ta nói chuyện. Vừa ngắm hoa vừa nói chuyện. Vừa nói chuyện về bất động sản. Tùng làm bất động sản mà mấy hôm nay đau quá. Ông đại ca ông mới bị nhốt hôm qua rồi. Đúng anh em. Chị Đại bị nhốt, anh Quyết bị nhốt, anh Dũng bị nhốt. Có khi lăn va nó lên anh nha mọi người nha. Đương nhiên đấy là cái nhận định của Tùng thôi nha, cá nhân Tùng thôi nha. Và đương nhiên là chúng ta không cười cợt, không hả hê khi mà những anh chị ấy bị bắt bị nhốt nha. Chúng ta không hả hê, không nên hả hê, không nên cười họ. Trong làm ăn cũng có lúc này lúc kia mọi người ạ. Trong cuộc đời cũng có lúc xa cơ lỡ bước, đúng không? Đương nhiên là làm cái điều gì mà sai trái pháp luật thì sẽ bị trừng trị thôi. Đó, còn anh em cứ chăm lan. Đó, anh em cứ yêu lan, cứ nhân giống và cứ bán lan nha. Sắp tới có khi là nhiều người vào lan đấy anh em ạ. Chào Hoàng Kim Sơn Lên. Hello anh trai Nguyễn Hùng. Em cảm ơn Hoa Lan Quang Hải. Đâu rồi mọi người, sao cứ có 79 người hoài vậy trời? Đó, mọi người thấy cái kia trên thân này, kia trên thân Tuấn Tú rất là nhiều Phú Thọ nhưng mà vẫn thích nha. Đấy. Bộ lông mùi khá phê anh em ạ.
Cảm ơn Vũ Quảng nha. Đâu rồi mọi người, đâu hết rồi? Chia sẻ cho đông anh em vào đi, ta ngoài ngắm hoa ta còn tâm sự nói chuyện nào, nói chuyện về thị trường lan ha. Chia sẻ cho đông anh em vào đây, Tùng có động lực nói chuyện về thị trường lan, về ngành lan, về cây lan, về những tác phẩm, về hàng quốc dân. Đó. Còn anh em thích VIP thì ta lại nói chuyện về cây VIP, nói chuyện được cây tiềm năng. Ủa sao không ai nói gì để mình Tùng nói vậy hả anh em? Gọi cái đi ha, gọi cái ha. Mọi người ơi, mọi người ơi, chia sẻ đi, chia sẻ cho thầy Tùng đấy. Ủa đâu chưa nữa, ngắm xíu rồi ra hả trời? Nghĩ sao rồi trời? Tùng đang đứng ngoài nắng rồi nè, đang phơi mặt ra nắng rồi nè. Vậy mà không thương rồi trời. Trời vô tâm quá trời. Thương không? Thương Tùng không? Đang đứng ngoài nắng đây. Bông Phú Thọ này khá là to nha mọi người. Em chào anh trai Đặng Hữu Thanh. Hello An Nguyễn. Chia sẻ cho thầy đi mọi người. Mọi người chia sẻ cho thầy Lộc được mà là không chia sẻ thầy Tùng à? Đó. Nếu như anh em có những tác phẩm như thế này, chăm được một chậu như thế này, đó, thì anh em thấy có sướng không? Và thậm chí có bán được không? Mấy hai hôm qua và hôm nay á, Tùng live thì rất là nhiều người hỏi mua chậu Phú Thọ này nha. Thề luôn, không nói xạo. Ủa mọi người đó chưa rồi? Ok, cảm ơn em trai Hải Kim Mã nha. Anh Tùng vẫn đang đứng ngoài nắng, tâm sự với cả nhà, tâm sự với em trai. Đó. Vẫn không thấy mệt mỏi khi gặp anh em. Mỗi lần gặp anh em là Tùng thêm hứng thú, thêm chí khí, thêm động lực nha. Vì sao? Vì anh em like nè, anh em comment nè, anh em chia sẻ bài là Tùng vui. Cho nên là đấy, đứng ngoài nắng nè. Mọi người thấy chưa? Đó. Còn Tùng làm nhà hàng thì Tùng ở trong máy lạnh, mặc đồ vest cho nó đẹp, cho nó sướng, đâu cần gì phải đứng ngoài nắng để nói chuyện làm gì. Nói chuyện miễn phí, mà anh em đang ngồi trong nhà chỉ việc xem thôi, đúng không? Nhưng anh em xem cũng là quá tốt rồi. Anh em like và comment là cực kỳ tốt, đúng không? Là đã góp một phần cho thị trường lan, cho ngành lan rồi. Tại vì Tùng đang lan tỏa đam mê, đúng không? Đang lan tỏa cái tình yêu hoa lan, lan tỏa tình cảm anh em đam mê, đúng không? Lan tỏa cho anh em mới chưa từng được tiếp cận cây lan. Anh cảm ơn em Hải Kim Mã nhé. Hello Phúc Baber. Không rồi, Thanh Bạch gọi tên Phúc Baber hơi nhiều ấy nhỉ. Giờ dần trên TikTok rồi. Đó. Anh em đang xem này này, rất là nhiều anh em chia sẻ như thế là Tùng rất là mừng rồi. Nhưng cái điều chia sẻ và comment like của anh em là cũng đã góp phần cho ngành lan này, Tùng nói thật. Chứ bây giờ Tùng like mà không có ai xem thì cũng bằng thừa, đúng không? Nhưng mà anh em xem đó, anh em có thể là chia sẻ những điều hay cho Tùng, và Tùng cũng có thể chia sẻ những gì tốt đẹp cho anh em, đúng không? Để chúng ta cùng nhau chung tay chung sức chung lòng xây dựng ngành lan chúng ta, đúng không anh em? Chứ bây giờ 11 giờ rồi, tới giờ cơm rồi, tôi vô tôi ăn cơm trong máy lạnh, trong mát, ăn cơm với vợ con cho nó vui, đúng không? Cho tình cảm. Không cần nhất thiết là đưa cái chăn hói ra đây chăng nắng làm gì, đúng không anh em? Nhưng mà yêu rồi, nhiệt huyết rồi. Đó. Hứa là luôn sát cánh bên anh em rồi, là phải chơi, phải hết mình. Thế mà anh em không chịu chia sẻ cho mọi người vào đông đông. Anh em nghĩ sao anh em? Phúc bây giờ chia sẻ cho thầy chưa? Đó. Phú Thọ đó.
Nếu lấy cái gì đánh đánh cho cái mũi kia nó không có hồng hồng nữa thì ai bảo đây là Phú Thọ? Báo cáo với cả nhà, bây giờ Tùng luôn luôn cố gắng làm những gì có thể để góp một phần bé nhỏ của Tùng xây dựng ngành lang, tạo cái niềm tin vững chắc cho anh em đã và đang có lang, cũng như truyền những thông điệp tích cực đến các anh em yêu lang mà chưa từng được tiếp cận cây lang. Nha anh em nhé. Đây, chằm cây mà nó lên đây. Đây là người đẹp không tên đó. Tùng cắt hôm nay là 22 ngày nhé. Hôm nay mùng 6 đúng không? Cắt hôm 14 tháng 3 là đúng 22 ngày nha mọi người. Hôm cắt là chưa có lên mầm gốc nha, mà bây giờ lên cặp mầm gốc. Cái mầm to là bây giờ nó phải hơn 4 cm, mầm nhỏ 3 cm. Còn cái kia chân thân này chắc khoảng 2 cm. Tự lên kia chân thân tự nhiên và mầm gốc tự nhiên luôn nha anh em. Đấy, cô thương làm người thường cũng khó đó. Nhiều khi mình nhiệt huyết á, mình đam mê, mình cháy bỏng á, thì thần cây, thần kỳ, thần mầm gốc thương thôi. Đấy, vừa lên kỳ vừa lên mầm gốc. Còn cái tùng ươm 22 ngày á, đó là khoảng độ 5-7 ngày nữa Tùng sẽ khoe với mọi người nha. Hiện nay có cái cách mà Tùng liều luôn, Tùng liều và Tùng đã ươm mà Tùng cho rằng là sẽ thành công nha. Còn Pleiku thì chắc còn lâu mới được ngắm. Pleiku đây mọi người, Pleiku thì chưa được ngắm đâu. Pleiku đây, cái hôm cắt 14 tháng 3 này mọi người, hôm 14 tháng 3 cắt hai cái thân già ươm nữa thì xong nó cũng lên hai mầm gốc này đó. Có thể ít ngày nữa Tùng sẽ cắt Bảo Duy, cắt thêm Bảo Duy. Hôm trước thì cắt được 69 mắt Bảo Duy này nha đó. Có thể là ít ngày nữa Tùng sẽ cắt thêm được khoảng độ mấy chục mắt nữa. Kinh Bắc này chắc là chưa. Kinh Bắc thì nó cũng già rồi nhưng mà chưa được đanh lắm cho nên Tùng sẽ chưa cắt. Ngọc Sơn Cước thì cắt ươm đã nhú rồi nha mọi người. 22 ngày nhưng đã nhú rồi nha. Bạch Tuyết và Ngọc Sơn Cước đã nhú rồi. Còn người đẹp không tên là cũng nhú rồi nha. Khi chân thân nó lên như này rồi nhưng mà nó đã nhú rồi nha. Cái khu mà ươm đã nhú rồi. Ủa sao không ai nói gì? Để một mình Tùng bơ vơ giữa trời nắng này. À mọi người, Mọi người ơi, chia sẻ cho thầy Tùng đấy. Năn nỉ luôn đó. Chia sẻ cho anh em vào đông đi. Cho Tùng một cái comment đi. Một comment để Tùng lấy động lực nào. Đó, ra nắng bữa trước này đẹp trai lắm. Bây giờ thì đen thui rồi anh em ạ. Thế mà anh em không có thương gì hết. Không có ai comment luôn. Không có ai comment luôn. Anh em nào gần thì qua đây uống trà Tùng nha. Anh em nào gần thì qua uống trà Tùng nha. Tùng mời tất cả anh em đang xem live của Tùng. Một ngày nào rảnh thì hãy tới đây với Tùng nha. Từ Bắc chí Nam nha. Ok Nguyễn Hoài. Chào Ngô Văn Long, hello Văn Kiển. Hello Trần Dũng, cảm ơn bạn đã chia sẻ nha. Phúc Bê Bờ vẫn không chia sẻ cho thầy. Cảm ơn Trần Dũng nha. Mọi người đâu rồi? Hello Diệu Thùy, cảm ơn bạn đã chia sẻ nha. Lâm Gia Đống ơi, nếu chán thì đừng chơi. Ai chán thì đừng chơi nha. Mà đã chơi thì đừng chán. Chán thì đừng chơi. Đó,
Sợ thì đừng mua, đơn giản vậy thôi. Hello Phạm Đạt nha, Lâm Gia Đống nha, nếu chán thì đừng chơi nha, chán thì đừng chơi, sợ thì đừng đầu tư, thế thôi. Còn anh em cứ vào xem live xong rồi chán quá, buồn quá, hết tiền rồi với lại tiêu cực, thì kể cả bạn như thế thì bạn có nhờ ai chăng nữa, người ta cũng không giúp đâu nha. Bạn cứ than phiền không, thì bạn có nhờ ai, thậm chí đi vay mượn thôi, rồi một số bạn đi xin việc làm thôi, đó, cũng khó, đúng không cả nhà? Than phiền đấy được gì? Tại sao mình không nghĩ tích cực để mình làm tích cực nhỉ? Đúng rồi, ai chán Phú Thọ, ai chán HO thì chuyển qua đây, tôi chơi cho. Đúng rồi anh em, ai chán thì đừng chơi, ai sợ thì đừng đầu tư, đúng không? Đi làm việc khác, tại mọi người đang chơi không ảnh hưởng gì tới các bạn, đúng không? Tại vì trước đây á, các bạn cũng thích thì các bạn tự nguyện mua, các bạn chơi. Rồi nhiều bạn thì lại thích làm giàu cho nên là mua để làm giàu, cũng giống tôi vậy đó. Đó, thích mua để làm giàu. Đó, nhưng mà do thời cuộc, do thời thế nó thay đổi, rồi do chiến tranh, đúng không? Do dịch bệnh, đúng không? Do thị trường, đó, thì nó khác đi, thì mình phải chịu. Chứ nhớ nhưng mà các bạn mua rồi bây giờ các bạn lời 10 lần rồi các bạn có cho ai không? Hỏi thật các bạn câu đó. Nếu mà từ lúc các bạn mua rồi nhân giống ra, bây giờ nhân giống ra là 18 tháng sau thì nhân giống ra, ví dụ 1 kg mà chăm tốt ra thì 18 tháng sau ít nhất được 12-15 kg thôi, đừng nói nhiều. Có nghĩa là 1 năm rưỡi sau bạn nhân ra được tới 15 lần. Mà nếu giá cũng bằng lúc bạn mua thôi là bạn đã lời. Còn nếu giá tụt một nửa thì bạn vẫn lời 70%, 75%, đúng không? Còn nếu giá mà tăng lên mấy trăm phần trăm là bạn lời cả 1000%, vậy thì bạn chia cho ai? Đúng không? Đó, rồi mấy ông đó kinh doanh bất động sản nữa. Anh Hùng, anh Dũng hôm qua bị bắt rồi đấy. Đúng không? Đấy là bất động sản. Rồi anh Quyết thì chứng khoán, giàu nứt đố đổ vách ra, bị nhốt rồi. Chị Hằng này giàu nhất đất nước Việt Nam cũng bị nhốt. Đúng không anh em? Thời thế khiến cho người ta phải như thế. Đúng không? Còn ai sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn mình đầu tư, mình mua cái gì thì mình chịu, tự chịu trách nhiệm, chứ ai chịu cho mình? Tiền trong túi nhà anh em, anh em muốn thì anh em bỏ ra đầu tư. Chứ bây giờ tôi ở đây tôi chạy ra Hà Nội hay chạy ra Bắc Thái, Thái Nguyên hay là xuống miền Tây thì bắt các bạn đưa tiền cho tôi để tôi đưa lan các bạn. Đúng không Thanh Tâm? Đấy. Đúng không mọi người? Đâu phải là mình các bạn đu đỉnh đâu. Đâu phải mình các bạn đu đỉnh. Mà đu bao nhiêu? Ok Nguyễn Thanh Tư. Các bạn nên nhớ là tôi mới chỉ đầu tư. Đấy, tôi mới chỉ đầu tư. Tôi chưa chia sẻ, mới bán lai rai Phú Thọ HO, thỉnh thoảng làm cái bạch tuyết cho anh em chơi vui thôi, nhưng chủ yếu tâm sự. Tâm sự để làm gì? Để cho anh em thêm vững tin. Đó. Còn đâu phải là tôi hay các anh em không có công ăn việc làm đâu. Chúng ta đi tìm việc khác ta làm. Rồi cứ chăm cây. Đó, cứ nhân giống. Cái nào nhiều rồi thì ít nhân giống lại. Cái nào ít thì nhân giống ra. Chia sẻ cho anh em đam mê. Chào Thế Bùi nha. Nào qua anh chơi để ta tách mấy cây yên thủy cho em nha. Hoặc nếu không thì không qua được thì bảo anh tách luôn, để anh trồng luôn cho em. Đó. Tại vì này này, như Warren Buffett
tỷ phú đứng thứ hai nước Mỹ, đúng không? Ông cứ chờ lúc nào mà thị trường xuống nhất luôn là ông mua. Rồi lúc cao lên ông bán. Còn anh em chơi lan, đa phần anh em đây đó, thì là cứ lúc nào lan cao á thì đổ xô đi mua, vậy nóng vài nguội đi mua. Còn lúc nó thấp á, để có cơ hội sở hữu á, thì lại không dám mua. Lại không dám vay. Ê mới lạ. Lumbo của 2, Lumbo của 2. À, chậu bé thì bây giờ khoảng độ có mấy trăm k một chậu thôi. Còn cái chậu như vừa rồi thì bạn thích thì inbox bán cả chậu cho bạn luôn. Chào anh Hào nha, em nhận được cây cho em ơi. Ok, thế Bùi anh sẽ tách trồng cho em nha. Chào Hoàng Thái. Đấy, như trước đây á, mọi người, đất của Tùng á, cả hơn 100 tỷ á, có ai bắt Tùng phải bán thì mua lan đâu. Đúng không? Nhưng mà Tùng muốn là có mấy trăm tỷ, chứ Tùng không muốn để đất nó nằm im. Đó. Thì mình đầu tư thì không may gặp chiến tranh, đặc biệt là dịch bệnh. Đúng không? Mà dịch bệnh là cả thế giới đang còn lo tính mạng, đang còn lo cái ăn, cái mặc. Đúng không? Thì giờ mình phải chờ thôi. Anh Hào ơi, chắc là ngày hôm nay thêm nhé. Chắc ngày hôm nay anh trồng kỹ và gói kỹ cho nên là an tâm luôn em nhé. Đúng không mọi người? Thành ra là Tùng lên live á, không nhằm mục đích là bán cây đâu. Nói nhiều cũng đau mồm đau họng lắm, nhưng mà muốn tâm sự với anh em, muốn cho thế giới này biết rằng Tùng vẫn ở bên anh em và sẽ chiến đấu trên mọi mặt trận cùng với anh em. Các bạn biết là Tùng hy sinh rất là nhiều không? Đó. Nhưng mà Tùng không quan trọng kể công với các bạn. Tùng vẫn chiến đấu. Chiến đấu ở trên live rồi âm thầm chiến đấu. Chào Tú Dương nha. Bữa nào Tú Dương cưới là chú Tùng tặng luôn nha. Chú Tùng tiếp tục tặng 5 cái trắng Phú Thọ cho Tú Dương nha. Đấy. Rồi sắp tới đây nhá. Rồi cái khi mà lan nó xuống, bắt đầu là tôi lại đi mua vào. Ai cũng cười tôi. Nhưng mà sắp tới đây á, sắp tới đây á, rồi mọi người sẽ biết. Khi Tùng giàu có trở lại thì mọi người là ối dồi ôi lại. Miễn là anh em đừng ganh tị là được nha. Bữa trước đây siêu tầm một cái kỳ kinh Bắc, một cái mắt kinh Bắc thôi, 19,9 tỷ. Đúng không anh em? Đó, siêu tầm một cái cây ngọc sơn cước thôi, 2,5 cm thôi, 9 tỷ. Đúng không em? Ok, Tú Dương nha. Đó, trong đó bây giờ là dễ sưu tầm, đúng không? Người đẹp không tên để có được một cây tới 18, 19 tỷ. Bảo Duy trên dưới chục tỷ. Đúng không anh em? Trong đó lúc đấy thì đi vay nóng vay nguội, bán đất, bán xe, bán nhà, bán gỗ đi mua. Tôi đây. Và chắc anh em cũng thế. Ok, Tú Dương nha. Đấy. Thế là nếu để nguyên thì làm sao có cửa về bờ. Mình mua một cây đất rồi, bây giờ mình mua hai cây giá rẻ, giá mềm. Thì cộng lại chia ba thành nó mềm. Thì có cơ hội, đúng không? Chứ còn nếu như mà cứ nằm im mà kêu mà la làng thì cũng ai giúp được đâu. Các bạn đừng có chờ ai hết ạ. Không, đừng có chờ ai. Còn bây giờ các bạn muốn theo ai để về bờ thôi. Những người lớn thì tự thân vận động, những người nhỏ mà không tự mình mà xử lý được thì bạn theo ai, đúng không? Ví dụ như một số anh em hiện nay đang theo con đường của Tùng này, một số anh em đang theo con đường của Tùng thì Tùng sẽ cho anh em cái cơ hội để mà cùng với Tùng dắt tay nhau về dần dần. Còn không về được thì là Tùng lại định hướng cho anh em là cùng dắt tay nhau sang bờ bên kia. Mà xu hướng của Tùng là Tùng sang bờ bên kia cho nó hoành tráng. Bây giờ 179 người đang xem live. Thì hả, đa phần anh em là đã chơi lan. Một số anh em thì là chưa có chơi lan. Như Tùng nói với anh em luôn, cho dù anh em kinh doanh bất cứ thứ gì, bất động sản hay chứng khoán hay Bitcoin hay là lan hay là nhà hàng tiệc cưới hay là khách sạn vân vân. Đó. Thì bây giờ anh em lỡ đầu tư rồi,
mà gặp thời gian dịch bệnh như thế. Mà có nghĩa trong thời điểm hiện tại là anh em đã bơi ra đến giữa sông rồi. Tưởng rằng ra sông là có nhiều cá, thấy không? Tưởng rằng là ra sông là có một cái chỗ đứng nhô lên để mình trèo lên đấy. Nhưng mà không ngờ ra sông là đang chơi với, đúng không? Đến giữa sông rồi, nước thì chảy xuýt giống như thị trường bây giờ. Thế bây giờ quãng đường và thời gian từ giữa sông bơi về thì nó bằng quãng đường từ giữa sông bơi sang bờ bên kia. Đó, Tùng thì Tùng chọn phương án là tiếp tục bơi sang bờ bên kia. Để làm gì? Để thể hiện mình là một người mạnh mẽ, một người quyết đoán, thấy không? Chất chơi, dám chơi dám chịu. Và gì? Được phong cho là cái ông này là ông quyết chiến đấu tới cùng. Còn bây giờ cũng có những người, người ta bơi ra giữa sông rồi, sợ quá, không dám sang bờ bên kia, thì người ta bơi quay về. Thì lúc người ta bơi về bên này rồi thì tôi cũng bơi sang bờ bên kia, đúng anh em? Nhưng mà người đó thì lại bị một cái tiếng là gì? Là thua cuộc, đúng không? Là chùn bước. Còn tôi là được cái tiếng là gì? Mạnh mẽ, quyết đoán, quyết tâm và theo đuổi tới cùng. Thế thì thằng nào hơn thằng nào? Ok, em trai Tuấn Huế, theo anh thì đừng mua cây lung tung. Giờ anh đang làm khoảng độ 5 mặt hoa thôi. Giờ anh đang làm 5 mặt hoa. Từ 5 mặt hoa, chỉ cần một mặt hoa sẽ đưa anh về bờ. Giờ các ông cứ đi mua min man, đúng không? Tùng bây giờ định hướng cho hai cái thành phần. Một thành phần là ít tiền thì sẽ chơi cái mặt hoa nào và làm kinh tế mặt hoa nào. Một thành phần nhiều tiền thì sẽ chơi cái mặt hoa nào. Giờ không có anh lớn, anh bé nào làm được thị trường hết trơn đó. Không bao giờ. Chỉ còn những người nhiệt huyết thôi. Dám chắc luôn, bây giờ không có anh lớn, em bé nào làm được thị trường. Không bao giờ làm được bất cứ cây nào, đỗ luôn. Bây giờ chỉ tồn tại người chơi, người đam mê, người muốn làm kinh tế, thấy không? Và còn những người nhiệt huyết thôi. Nếu không nhiệt huyết, không xông pha ra chiến trường thì làm sao biết cây nào cây thị trường anh em? Đúng rồi, vườn lan Hương Hương, mình cứ bơi sang bờ bên kia. Anh vừa thấy tin nhắn của anh Hào em nhé. Đó, em ráng một chút xíu là anh sẽ chia sẻ cho em nhé. Đấy, lúc kia bỏ bạc tỷ ra mua cây bạch tuyết, bây giờ bỏ như thế nào thì anh em tự hiểu, đúng không? Thì những lúc mà cần cố gắng thì anh em không cố gắng. Cái lúc không cần cố gắng thì anh em bán đất, bán nhà, bán xe, cầm cố, vay nóng, vay nguội đi mua. Trong cái đó bây giờ có cơ hội thì lại không dám bỏ tháng lương. Thì làm sao về? Có theo ai cũng không bao giờ về được. Cho nên là đi với ai, đi cùng con đường với ai thì hãy chọn cái định hướng người đó. Nhưng mà chọn cái người nào mà có tóc để mà nắm, chứ Tùng ít tóc lắm. Nha. Chọn những người có tóc được mà nắm, chứ Tùng ít tóc lắm. Ủa mọi người không có like à? Không có comment à? Cảm ơn Thuận Đô. Cảm ơn Trần Sáng. Ok Sương Bùi. Chẳng có ai làm mặt hoa mới được đâu Công Phạm ơi. Mặt hoa cũ ăn chưa hết, mặt hoa mới gì. Kể cả mặt hoa cũ đố ai mà làm giá được. Ok, xong Nguyễn Thanh. Đúng không anh em? Bây giờ ai làm được thị trường đó đâu. Thí dụ bây giờ tôi mua Long Khánh, tôi đâu cần nhất thiết phải sang nhà ông A, đúng không? Tôi cần Kinh Bắc, tôi không cần nhất thiết phải sang nhà ông B. Anh vẫn đang đọc được comment của em trai Tuấn Tú nha. Vẫn đọc được comment của các anh em đây. Ok, Thế Bùi, anh có đọc được nha, Thế Bùi ơi. Đây này, mấy comment trước của Thế Bùi này, hay quá anh ơi nè. Rồi em cũng vậy, anh Tùng ơi này, đó, anh vẫn thấy Thế Bùi nha.
Hello 179 người đang xem live của Tùng nha. Đó, đây là Tùng đang tâm sự với anh em, chứ không dám dạy đời anh em. Tâm sự với anh em để anh em vững tin. Chào Phạm Tuấn. Đó. Nếu như mà một cây thì làm chẳng nên non. Một mình Tùng vững tin thì không đủ, Tùng muốn anh em vững tin. Ha. Một mình Tùng chiến đấu thì không đủ, Tùng muốn anh em chiến đấu. Anh em đang xem live, anh em đang comment và chia sẻ cũng là một cái động thái tích cực cho ngành lan rồi. Anh em đã đóng góp một phần tích cực cho thị trường lan rồi. Và anh em đóng góp một phần động lực vô cùng lớn để cho Tùng chiến đấu. Tùng nói thật, nhiều khi trời sinh ra Tùng livestream để nói chuyện với anh em. Trời sinh ra một số anh em khác livestream. Chứ nếu như là cả làng đây 170 mấy người đang xem live, là cả làng chúng con đi live stream chứ chắc đã live được. Nhiều khi trời lại sinh ra một thằng vừa hói, kỳ này xấu rồi, đen rồi, vừa hói vừa xấu à, đi live stream để tâm sự với anh em. Quên ăn luôn, bây giờ 11:22. Chào Phan Thuật. Nhiều khi lại trời nó sinh ra trước đây trời nó sinh ra những ông khác, bây giờ lại trời sinh ra những ông khác. Đấy. Bây giờ tôi hỏi các bạn, nếu như ông trời hay thời thế mà sinh ra tôi, suốt ngày tôi live stream, rồi tôi bất mãn về thị trường, rồi tôi mất về lòng tin, đó, rồi tôi tiêu cực, thì tôi hỏi anh em có xem không? Anh em có dành cho tôi lời khen ngợi không? Chỉ 2-3 người, 3-4 người mà họ đang tiêu cực á, thì họ hùa theo tôi thôi. Cảm ơn em trai Thế Bùi. Đúng rồi anh em. Xây dựng con bảo ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Đó. Đúng không? Nếu bây giờ Tùng suốt ngày than khóc rồi nói tiêu cực rồi bất mãn rồi mất niềm tin, anh em có theo Tùng không? Không bao giờ. Đúng không? Nhưng mà Tùng đây vẫn đang ở bên anh em, vẫn đang truyền lửa cho những người mới. Người ta đam mê, người ta thích lan, và người ta muốn làm kinh tế từ cái lan luôn. Đúng không? Thì người ta nghe tôi truyền lửa cây lan, thứ nhất là thú vui, thú chơi. Mình vừa chơi, mình vừa làm kinh tế, nhưng chơi lan thì phải có thời gian. Đúng không anh em? Và muốn có quá trời thì phải có quá trình. Đó, quá trình là từ cái chuyện là đầu tư con giống, nuôi con giống bé xong dần dần nó lớn lên, nó dài ra, nó già đi rồi mới cắt làm kỳ. Nhân kỳ thì phải ươm, xong một thời gian nó mới lên kỳ mới, mới chia sẻ cho anh em mới được. Bây giờ mới mua lan được mấy tháng, tôi bản thân tôi mua hơn một năm rồi nè, mà chưa bán nè. Đó, nhưng mà đấy, sắp tới thì sẽ bán chứ, sắp tới sẽ bán. Đó. Thế bây giờ cơ hội của anh em, trước đây anh em mơ cũng không mua được kỳ bạch tuyết, trong đó bây giờ có cơ hội mua bạch tuyết lại không mua. Đó. Có một đứa em bảo anh ơi, bây giờ em có 7 triệu em muốn mua kỳ Hồng Minh Châu được không? Thì Tùng nói Hồng Minh Châu cũng là ok, không phải không. Nhưng mà ví dụ bây giờ em ráng thêm xíu nữa đi, là em mua được kỳ bạch tuyết. Kỳ bạch tuyết hiện nay nó hot hơn Hồng Minh Châu. Hồng Minh Châu cũng là ok, bông đẹp, làm kinh tế tốt. Nhưng mà hiện nay thị trường đang hot cái gì thì mình chơi cái đó. Năm cánh trắng nó đẹp như bạch tuyết nó đẹp. Hot cái gì thì mình chơi cái đó. Thì mình ráng thêm tí là mình mua được cái bạch tuyết. Còn ví dụ tôi giờ tôi có Hồng Minh Châu, rồi tôi bán cho ông rồi, tôi lấy 7-8 triệu. Như thế thì lại không có tâm. Đó. Tùng đang hướng cho anh em đi theo con đường của Tùng. Tùng đang đi con đường đó, đang làm những mặt hoa đó, đang tức là làm kinh tế bằng mặt hoa đó. Tôi thích mặt hoa đó. Hiện nay Tùng đang làm 5 mặt hoa. Tùng đang làm 5 mặt hoa và Tùng cho rằng là sẽ thành công. Mà giờ Tùng lại tư vấn cho anh em đi mặt hoa khác để thì Tùng không biết.
Quỳnh ơi, có gì đâu bạn. Tức là tùy vào niềm tin của bạn thôi. Chào Quá Dương nha. Ok Bảo Vân. Em chào anh Tuấn Nguyễn. Mọi người chia sẻ này mọi người, tùng like bên fanpage thành ít người xem á, chia sẻ đông đông và tâm sự cho vui. Mọi người ăn cơm trưa chưa? Đúng là Trần Quân mình thích thì mình chơi. Bác Nguyễn Sến nói là Tùng còn thân với Xuân không? Tùng với Xuân còn thân không? Nói chung là Tùng chưa từng bỏ chơi với ai mọi người ạ. Từ lúc vào LAN chơi LAN đến giờ Tùng chưa từng bỏ chơi ai. Đúng rồi, thấy Bùi. Nhờ dịch mà nhiều anh em lại lên. Nhờ dịch mà nhiều anh em biết chớp cơ hội thì lại lên nhá. Và bây giờ là cái thời điểm Tùng nói thật luôn anh em. Bây giờ anh em hỏi mua Tùng một ký Bảo Duy, một ký không tên bé bé là Tùng chưa có luôn đó. Tùng chưa có để chia cho anh em. Nhưng mà đây là cơ hội. Chừng khoảng 10 ngày nữa đi. Còn ai thích thì vẫn Tùng có thể chia sẻ được. Bây giờ nó nhú rồi nhé. Tùng có cách ươm. Nhú lên ok lắm. Ok lắm mọi người nhé. Bây giờ nó bằng hạt gạo rồi. Mà Tùng mới cắt Bảo Duy không tên. Tùng cắt hôm 14 tháng 3. Tùng có live stream đó. Live stream cắt trực tiếp luôn đó. Mà hôm nay nhú bằng hạt gạo này nha cả nhà nhé. Cách ươm này là không đụng hàng. Đó. Mà có một cái lên hoa là nó lên hoa luôn rồi. Mới đúng 22 ngày mà nó lên hoa luôn rồi. Mọi người thấy không? Đương nhiên là hoa hay là không hoa Tùng bỏ trong tối mà. Nhưng mà hoa là do cái cách chăm sóc phân bón thôi thì nó lên hoa. Thì nó có một cái lên hoa là nó lên luôn rồi. Nó mạnh quá, nó lên hoa luôn. Nhưng mà sau đó Tùng sẽ xử cái chuyện mà làm kia trên thân hoa. Đó. Nhưng cách ươm của Tùng phải nói là cực kỳ nhanh. Quá nhanh luôn. Đương nhiên là nhờ giáo sư rất đặc biệt chỉ giáo nha mọi người nha. Để thành công mới chia sẻ được Minh Nguyễn ơi. Chứ bây giờ mới bằng hạt gạo thì mình chưa nói được điều gì đâu. Đấy thì thành ra là gì? Đây là cái cơ hội chứ. Một số người vào trước á, xong bắt đầu sợ thời gian này không vào. Còn một số người vào rồi bây giờ là biết nắm cơ hội bây giờ vào. Ví dụ bây giờ bạn cần vào một ký Long Khánh thì nó bạc tỷ. Chứ bạn cần vào Bạch Tuyết thì nó đâu có khó khăn, đúng không? Quan trọng là ai biết chớp cơ hội thì sẽ thành công. Nam Kiệt ơi, tức là bạn vào thì vào chứ đâu cần gì phải dụ đâu. Tôi đang ngồi tôi tâm sự mà tôi có dụ ai đâu. Nam, ví dụ bây giờ Nam đến nói chuyện Nam Kiệt cái đã. Chào Hoàng Vân. Nam Kiệt ơi, bây giờ tôi hỏi bạn nhé. Bây giờ đất đang 5 triệu mét nha. Đất đang 5 triệu mét. Cuối cùng là bây giờ là nó bị dính quy hoạch, giờ còn 2 triệu mét. Thì bây giờ ai dụ bạn mua được đất đó không? Hả bạn Nam Kiệt. Tiền trong túi bạn mà sao ai dụ được, đúng không? Bạn muốn làm ăn thắng thì bạn được, mà thua thì bạn chịu chứ. Nhưng mà ví dụ 5 triệu một sen mà bây giờ mình nuôi 2 tháng đi là nó lên 10 sen. Mua 5 sen đi là 25 triệu đi. 2 tháng sau lên 10 sen. 10 sen mà bán 2 triệu một sen thì bằng nhiêu bạn? Hả Nam Kiệt? Đó. Tôi tính đơn giản đó. Mua 5 sen, 2 tháng sau nó lên 10 sen, nhưng mà chắc chắn chuyện 2 tháng sau nó sẽ hơn 10 sen rồi. Mà giờ còn 2 tháng sau nó còn có 2 triệu sen. Tôi hỏi bạn 2 triệu sen hoặc 10 sen thì bán bao nhiêu tiền? Đó, chưa kể là nhiều tháng sau nó càng dài thêm, nó càng đẻ ra. Đó. Còn tiền trong túi anh em thích mua chứ bây giờ tôi kè dao vào cổ Nam Kiệt không? Đủ thứ trên đời. Mày, đưa tiền cho tao, tao đưa Bạch Tuyết cho mày. Làm gì có chuyện đó đúng anh em? Không bao giờ có chuyện đó được. Ai đang có Bạch Tuyết, Bảo Duy không tên. Đó, Ngọc Sơn Cước.
Pleiku, Kinh Bắc thì đừng bao giờ lo. Tại những mặt hoa đó là những mặt hoa mà đẳng cấp, mà đã được thị trường đón nhận, được anh em săn lùng, đúng không? Còn đương nhiên là những mặt bông khác, Tùng cũng có dính những mặt bông mà nó không có thị trường, thậm chí nó mất thị trường rồi thì Tùng phải chịu thôi. Nhưng lỡ cái bông đó bữa trước Tùng đầu tư mà bây giờ nó lên 100 lần thì Tùng ăn Tùng có cho ai đồng nào đâu. Chào Tươi Lý, hello Thuận Thành. Ok Thế Bùi. Đó, bây giờ ông mua 1-2 ki bạch tuyết rồi, bây giờ ông mua 1 ki nữa, 1 ki bạch tuyết đó nó cần hết các loại phú thọ HO yên thủy của ông luôn. Đúng chưa? Chào em giàu Trương Việt Dũng. Đúng là Tuấn Nguyễn dục tốc bất đạt. À, anh Trần ơi, bạn không nhất thiết phải làm theo cách của mình. Mình đang tâm sự về cách mình đang làm, cách mình đang chơi. Rồi bạn thích thì bạn theo cái cách đó, cũng không nhất thiết phải theo Tùng. Ok Hồng Nguyễn nha. Tùng khuyên cả nhà không nhất thiết phải theo ông A ông B, không nhất thiết phải theo Tùng. Tùng đang phân tích những cái gì Tùng đang chơi, anh em cảm nhận được thì anh em theo cái ý đó. Anh em thích chơi với Tùng thì qua Tùng chơi. Anh em thích chơi chung với Tùng thì chơi. Anh em thích mua cây của Tùng thì mua, đúng không? Chứ làm sao mà kè dao vào cổ Trương Việt Dũng, bảo đủ thứ trên đời, mày Trương Việt Dũng mang tiền cho tao, tao sẽ đưa bảo gì cho mày. Làm gì có chuyện đó, đúng không Dũng? Đúng anh em? Làm gì có chuyện đó? Trong khi đó lỡ các bạn theo tôi, bây giờ tôi đang làm á, đương nhiên là chắc chắn là phải quốc dân rồi, đúng không? Nhưng tôi đang làm bài, tôi đang yêu bạch tuyết này, tôi đang yêu Ngọc Sơn Cước, tôi yêu Bảo Duy, yêu Không Tên, yêu Pleiku, yêu Kinh Bắc. Tôi đang làm bấy nhiêu đó. Mà khẳng định luôn bấy nhiêu đó sẽ đưa tôi thành công rực rỡ luôn. Còn các bạn thích thì các bạn chơi, có ai cấm đâu, cũng không ai cấm mà cũng chẳng ai ép. Nó ít tiền thì chơi bạch tuyết, nhiều tiền thì chơi Không Tên. Mà sợ thì đừng chơi, chán thì đừng mua, đúng anh em? Đây này, cho các bạn xem này. Đây, qua toàn họ Lê trúng đấu giá một cái bạch tuyết này, mọi người thấy chưa? Đó, thì có phải là một cái này đã cân cho bao nhiêu cái khác không? Đã cân tất cả không? Thế mới có cơ hội chứ. Cái gì Nguyễn Hưng này, Nguyễn Hưng thế à, nói phết vừa thôi. Năm ngoái mua 2.6 tỷ, bây giờ bạn mới là nói phết á. Tôi hỏi anh em nhé, năm ngoái bằng nay mà mua 1 ki Bảo Duy 2.6 tỷ mà nuôi 1 năm mà bây giờ không bán đổi 300 triệu, bây giờ bạn nuôi 1 năm đem 300 đem đến đây bạn bảo không đổi 300 triệu. Tôi hỏi anh em chứ bây giờ thêm mua cây Bảo Duy đó là có nghĩa là nó nằm im à? Bạn Nguyễn Hưng nói chuyện tôi một chút đi. Cả nhà đang xem live này, 179 người đang xem live. Đấy, mua 1 năm 1 ki Bảo Duy mà bây giờ bán 300 triệu, bây giờ mẹ mới nhú như thế này tôi đã bán 300 triệu rồi ông ạ. Đây này, ki này này cho xem luôn nè. Ki này hôm trước Tùng kêu 222 triệu này, người kia cứ trả giá Tùng là 199. Nhưng bây giờ ki này nè, cái kỳ này bây giờ tôi đã bán. Đây này, cái kỳ này này, 2 ki nhá, 1 ki to nhá. Ki to này này, ki to này giờ sờ vào đây là Tùng phải bán 300 triệu nhá. Còn kỳ này hôm trước mình báo là 166 triệu thì bây giờ Tùng phải bán 199 triệu này.
Key này bây giờ sờ vào đây này, key to đây này, key này này, key này này. Bây giờ sờ vào đây phải 300 triệu Tùng mới bán chứ. Nhưng thử hỏi một tháng nữa thì cái key này nó đi bao nhiêu? Làm gì có chuyện cái key này thôi, mới cách đây hơn 2 tháng nó mới nhú rồi nè. Đừng nói là 1 năm, đúng không? Hơn 2 tháng nó mới nhú mà bây giờ như thế này nè. Đó. Thế bây giờ 1 năm cái key đi bao nhiêu, đi bao nhiêu sen? Một năm mới kia đi bao nhiêu xe mà bây giờ bảo không bán được, không được 300 triệu. Bạn mới là người nơi phết chứ. Đây nè. Đây nè. Kia này hôm rồi tôi lấy 888 triệu này. Kia này này, Bảo Duy này. Đây. Mới cách đây là khoảng 3 tháng là nó tới đây nè. Cách đây 3 tháng nó tới đây nè. Nha anh em. Thế bây giờ như thế này. Đó. Mà bạn bảo là nuôi năm ngoái mua 2 tỷ 6 mà bây giờ không bán 300 triệu. Thế tôi hỏi các bạn, thế kỳ này không lý mua năm ngoái à? Kỳ này mới cách đây 3-4 tháng thôi. Không lý kỳ này mua năm ngoái à? Mà kỳ này bây giờ ai bán 300 triệu? Hả anh em? Ok, ai thích thì chơi. Chào em trai Trịnh Nam Phương. Hello Lâm Hậu. Thế bây giờ ví dụ như lỡ mà bây giờ mà bạn của Bảo Tín này này, bạn của Bảo Tín mà đi săn lùng rồi giờ gấp 10 lần không khác Bảo Tín rồi, bắt đầu điên rồ luôn, về bán nhà bán cửa đi mua liền đúng không? Đúng không, Bảo Tín? Đúng không? Thế nếu như bây giờ vừa nhân giống xong mà giá nó lên rồi bán được rồi thu về mấy trăm tỷ rồi bắt đầu là Bảo Tín ngơ ngẩn luôn, về suối vợ bán hết nhà hết cửa hết đất đi mua lan, đúng không? Làm được thì ăn, thua thì chịu chứ. Làm được thì ăn, thua thì chịu, còn chơi bài á, đánh đề á, được thì ăn, thua thì chung. Ok, Nguyễn Văn Năm, mình đang phân tích để những người mà tiêu cực biết thôi. Mình lên đây là tâm sự sẵn cho cả nhà ngắm Phú Thọ. Việc mình cứ làm thôi, đúng rồi. Đúng rồi. Còn anh nào mà cảm thấy mà không chơi được thì nghỉ, đừng chơi lan, đừng mua lan. Bảo Tín thấy bạn Bảo Tín mà vào lan rồi bài thì bạn đừng vào, thôi bạn đi làm việc khác, đúng không? Đi làm thuê, đi làm công, đi đầu tư cái khác, mở nhà hàng tiệc cưới như tôi này, giàu. Bảo Tín ạ. Đó, mở nhà hàng thì cưới đi cho giàu. Thế đâu, nhà hàng thì cưới là Tùng sang tên là vào tháng 5 2016, tức là đặt mua từ cuối 2015 mà đến 2016 Tùng sang tên. Cái nhà hàng của Tùng mua đất là 99 tỷ 500 triệu. Đến năm 2016 Tùng vay thêm ngân hàng để đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị 60 tỷ nữa nha mọi người nha. Đó, bạn ngon thì bạn đầu tư đi. Còn bây giờ thì bảo mấy đại ca bây giờ này, sẵn đây, đây cho Bảo Tín với lại bạn gì biết luôn. Bây giờ tôi hỏi cả nhà này, ngay bây giờ luôn. Đây tôi bán kỳ này này. Bán kỳ này. Bạch Tuyết, 18.888. Đây. 18.888. Đây. Rồi ở đây mà bảo là không thắng với lại thua với lại các kiểu. Đây. 18.888. Ai chốt ghi chốt số điện thoại và giá. Ghi số điện thoại này xong Tùng xác nhận luôn, Tùng gọi luôn. 18.888 kỳ Bạch Tuyết này này. Tôi hỏi anh em thắng không?
bây giờ cái kỳ này là kỳ ươm tự nhiên mà nó là trên một cái bi. Trên một cái bi nó đóng mà nó ra rễ khỏe rồi xong đẻ ra như này thì đi cả năm luôn đúng không cả nhà. 2 tháng sau thì nó dài cả gang tay này. Không một gang thì cũng phải gần một gang. Nếu 2 3 tháng sau. Thì tôi hỏi anh em chứ có còn bán là 18 triệu nữa không? Đây này, kia này Tùng bán này. Tùng bán cho anh em đang xem live này, hơn 200 người đang xem live của Tùng này. 18.888. Đây, cơ hội cho anh em đây. Vừa chơi đam mê vừa kiếm tiền Xuân Quyên thôi. Ok, Dương Diễn. Mình chỉ có kỳ bé thôi, không có tính kỳ lớn là Khương Xe Ben ơi. Chào Chi Ngoan nha. Đây nè. Còn anh Hào Anh nè. Bây giờ cắt ngang đây. Cắt ngang đây. Anh sẽ ươm cái măn ngủ này này. Cái măn ngủ nó đang nhú lên đó, nó có rẻ rồi đó. Cắt ngang đây là bán 9 triệu này. Cắt ngang móng tay này nè. Bán 9 triệu cái này nè. Và sau đó bán mình cái kỳ này nè. Mà thôi, bán cái này đi. Cái này 18.888 đúng không? Thì bây giờ là cái kỳ bạch tuyết này nè. Kỳ bạch tuyết này cắt ngang cái dây đồng. Chia cho anh em, tức là cắt ngang nhưng mà lấy cái khúc mắt kia ra nhá. Còn cái kỳ này để nguyên, tại nó ấm chậu rồi. Thấy không? Chia cho anh em với giá là 14 triệu. 14 triệu kỳ này nè. 14 triệu kỳ này nè. Anh em chốt thì ghi chốt số điện thoại và giá nha. 14 triệu kỳ này là Tùng sẽ cắt ngang cái dây đồng này nè. Để nguyên kỳ này. Lấy cái mắt ngủ ra thôi. Mắt ngủ này bán được 9 triệu à? Thôi bán 8 triệu 8 này. Mình thôi bán 8 triệu đi. 8 với 14 phải 22 không anh em? Trong khi đó bán cả luôn có 18.888. Đó. Đó, mọi người thấy chưa? Henry Nguyễn này mọi người này. Chốt cho Henry Nguyễn. Ok. Cảm ơn Henry Nguyễn. 18.888 này anh em này. Anh em thấy chưa? Bạn Bảo Tín đâu rồi? Vào đây đi. Bảo Tín đâu rồi? 18.888 này. Thấy chưa? Bảo Tín đâu? Vào đây nói chuyện nè. Henry Nguyễn ơi. Henry Nguyễn, chuyển tiền cho Tùng, Tùng cho mọi người xem một cái luôn, cho Bảo Tín với lại cái bàn gì đó thấy luôn. Quan trọng là ai chớp được thời cơ. Cái loại này mà nuôi một vài tháng sau thì nó dài ra thì ai bán 18.888 cho anh em. Làm gì có chuyện. Henry Nguyễn chuyển cho Tùng theo số, theo địa chỉ là theo số tài khoản là 49649 ngân hàng MB Bank nha. Và xong Henry Nguyễn chụp cái màn hình chuyển tiền á để Tùng gửi qua Messenger cho Tùng. Để Tùng cho Bảo Tín với lại cái ông nào mà lúc nãy nói á. Bây giờ quan trọng là ai chấp được thời cơ. Đúng không? Nguyễn Hưng này. Nguyễn Hưng với Bảo Tín này. Nhìn người ta làm giàu này. Thấy không? Nhìn người ta chọn cách làm giàu này. Tôi nói anh em á, đúng 20 ngày sau tôi bán Bảo Duy và Không Tên kỳ ươm tự nhiên cho anh em. Nó sẽ như tôm tươi luôn. Mà khẳng định là những cái đấy là những cái đưa anh em về bờ luôn. Có nhà trang Trịnh Phạm Thanh ơi. Nhật Nguyên ơi, bày tuyết nha Nhật Nguyên ơi. Được nha Tuấn Lương ơi, được nha. Henry Nguyễn chuyển tiền xong chụp cái màn hình giùm mình nha. Xong mình sẽ bôi cái thông tin cá nhân đi, rồi sẽ cho mọi người xem là Henry Nguyễn chuyển tiền qua là thật để Bảo Tín và Nguyễn Hưng không có lăn tăn. Có nhà trang nha Trịnh Phạm Thanh.
Trịnh Phạm Thanh ơi, còn 3 ký Nha Trang đây nè. Đây một ký Nha Trang đẹp nè. Nha Trang nè. Nha Trang nè. Nha Trang nè. Đây 3 ký Nha Trang nhé. Lấy cả 3 ký thì bán rẻ. Còn lấy ký này thấp nhất này. Ký này thấp nhất là 1.6 triệu. Cái này là 2 triệu. Cái này là 2.6 triệu. 1.6 triệu nè. 1.6 triệu là ký này. 2.6 triệu là ký này. Cái này quên là nhiêu rồi. 2 triệu à? 1.6 triệu này. 2 triệu này. 2.6 triệu nha. Nhà Trịnh Phạm Thanh. Đó. Đây nè. Anh em là ký bạch tuyết nữa này. Thời điểm này năm ngoái anh em có mơ cũng không có một ký bạch tuyết ươm. Người ta mới ra ở trên thân thôi. Đây này. Thời điểm năm ngoái á, cái loại như thế này là đã là 888 triệu này anh em. Như thế này này. Đó, 888 triệu là đang trên thân nhá. Đang trên thân. Đây này. 800 triệu đang trên thân thôi. Còn bây giờ mà có một kỳ ươm như thế này, các bạn biết ươm mấy tháng mới có được cái kỳ như này, đúng chưa? Ươm mấy tháng mới có kỳ như này đúng không? Ươm bao nhiêu tháng? Bao nhiêu tháng mới có kỳ ươm như này? Riêng cái kỳ của Henry Nguyễn này nè. Nhá. Kỳ này mà không thắng, thậm chí không thắng là tôi nghỉ chơi lan luôn. Đây này. Từ một cái ok, Henry Nguyễn đã chuyển qua này cho Nguyễn Hưng và Bảo Tín này biết nè. Đây nhá. Thấy chưa? 18888 anh em thấy chưa? Thấy Nguyễn Hưng và Bảo Tín thấy chưa? Thấy người ta quyết đoán làm giàu chưa? 18888 này tùng đang che cái chỗ này là đang che cái thông tin cá nhân này. Thấy chưa anh em? 18888 là tùng vừa nhận vừa xong này, thấy chưa? Henry Nguyễn đã chuyển này. Cái ngón tay của tùng là đang che cái thông tin cá nhân nha. Ok, cảm ơn Henry Nguyễn nha. Đây mình đã nhận 18888 rồi nha. Mọi người thấy chưa? Đây nè, kỳ này chỉ có thắng thôi chứ sao mà. Bộ rễ khỏe nha. Mà nó lên từ một cái bi, có nghĩa là nó là kỳ 52 này phát triển rất mạnh đúng không? Ở đây đang còn một mắt ngủ này đã ra rễ rồi nè, đang nhú lên đây nè. Thấy chưa? Ok nha Tuấn Lương ơi. Anh em thấy chưa? Quan trọng là ai quyết đoán. Thế đến lúc mà cái ông Henry Nguyễn này nè, nuôi trong một thời gian nó dài ra, ông bán được gấp đôi, gấp ba, gấp bốn lần, thì anh em lại mới bắt đầu đi mua. Hoặc là bây giờ tách ra, cắt ra này cái kia nó lên, kia lên dài bằng bấy nhiêu, ông Henry Nguyễn ông bán cái đó thì mười mấy triệu thì ông về không đồng, thì ông chơi ông lại thoải mái tự tưởng, thì lúc đó anh em mới lại đi mua, thì mình chậm hơn một bước, thế thôi. Trịnh Phạm Thanh ơi, lấy Nha Trang nào bao nhiêu tiền thì cứ nhắn qua cho chú nhá. Tuấn Lương muốn chốt thì chốt cái kia này nè. Đây. Kia này nè. Đây mắt ngủ này, tùng ủ nó đang lên luôn này. Cái mắt ngủ này đang lên luôn này. Đó. Kỳ này nè. Còn một mắt ngủ này. Kỳ ươm tự nhiên này. Rễ khỏe này. 19.999 nè. 19 toàn 9 nè. 19 và 6 số 9 nè. Đây. Hết nha, hết kỳ này là hết nha, không còn kỳ nào, chỉ còn hai kỳ. Henry Nguyễn vừa chốt xong này. Henry Nguyễn vừa chốt xong, chỉ còn duy nhất một kỳ này thôi. Duy nhất một kỳ này. 19.999.999 đồng. Xin chào 199 người đang xem live. Ai là người quyết đoán mua cái này? Đây.
19.999.999 đồng. Được chưa anh em? Vẫn còn mắt ngủ này nó nhú này, thấy không? Mắt ngủ nó nhú này. Kỳ này kỳ ươm tự nhiên rễ khỏe là đang đi đọt mạnh này. Anh em thấy chưa? Đó. Anh em nào chốt thì ghi chốt số điện thoại và giá nha. Chốt số điện thoại 19.999.999 đồng. Một kỳ ương tự nhiên rẽ khỏe Bạch Tuyết nha. Còn một mắt ngủ. Mua mấy cái này thì mới thắng chứ. Ok, đã nhận rồi nha Henry Nguyễn ơi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Bạch Tuyết nè. Anh em nhìn bộ rễ này. Anh em nhìn bộ rễ là hiểu nha. Mua mấy cái này thì mới thắng. Đúng không mọi người? Phi Phụng ơi, cái này là Bạch Tuyết nha. Trong hội với nhau làm màu thôi. À, kệ bạn gì nói đi, nhưng mà Tùng với anh Henry Nguyễn là chưa bao giờ quen biết nhau, chưa bao giờ gặp gỡ nhau. Đó. Còn ai nói gì mà kệ thôi, thực sự trời biết nha anh em nha. Trời biết. Đừng cái bạn gì nói bảo là cùng hội với nhau. Đúng rồi. Cùng là gì? Cùng đam mê, cùng muốn làm kinh tế. Thì đúng là cùng. Nhưng mà anh em chưa hề biết nhau, chưa hề tới nhà nhau, chưa hề bắt tay nhau, đúng không? Chỉ biết nhau ở trên Face thôi, tương tác với nhau trên Face. Có kỳ đẹp thì chốt ủng hộ nhau. Đó, thế thôi. Qua tuần vay ngân hàng rồi vào cuộc. Ok, Khương Xe Ben. Khương Xe Ben có lấy một cái Yên Thủy cũng đẹp nha Khương Xe Ben ơi. Bảo Thạch ơi, có Khổng Tước nha. Tuấn Lương ơi, cần gì thì cứ inbox cho mình nha. Hoặc gọi số điện thoại 0918-9849 nha. Khương Xe Ben có lấy cái Yên Thủy đẹp không? Ai chốt kỳ Bạch Tuyết 19.999.999 đồng thì ghi chốt số điện thoại và giá nha. Cái kỳ này á, Tùng đảm bảo với cả nhà luôn. Nếu như mà 1 tháng rưỡi mà không lên được cả 10 cent trở lên á, Tùng nghỉ chơi lan luôn. Riêng kỳ này, nó mở đọt to thế cơ mà. Bộ rễ khỏe là mở đọt như thế mà. Đó. Còn cái mắt ngủ này, để cho cái kỳ này nó lớn thêm một xíu nữa nha. Để cho cái kỳ này lớn thêm một xíu nữa, mình sẽ cắt cái mắt ngủ ra. Thì nó sẽ lên xong dài như thế này, lại bán là 19.999. Thế là về bờ. Ai đủ niềm tin, ai có động lực thì chơi. Ai không niềm tin thì đừng chơi. Ngồi đây xem anh em chúng tôi kiếm tiền. 19.999.999 đồng cho kỳ Bạch Tuyết đẹp này đang còn một mắt ngủ. Một mắt ngủ bây giờ bán là 9 triệu rồi anh em ạ. Khương Xe Ben muốn gì Khương Xe Ben ơi?
rồi chờ tôi một xíu nha. Anh em đâu rồi? Lê à, bị ấn comment nha. Comment bị ấn cho nên là bạn gì Lê Nghiêm Tiến. Giờ tôi mới coi này. Chốt kỳ Nha Trang 1.6 triệu cho Lê. À 1.6 triệu bao nhiêu sen vậy anh? Kỳ Nha Trang đây, kỳ Nha Trang 1.6 triệu. Mọi người chờ tùng xíu xíu nha. Kỳ Nha Trang 1.6 triệu đây là nó được khoảng 15 sen nha. Kỳ Nha Trang 1.6 triệu nó khoảng 15 sen. Chào em trai Linh Nguyễn. Em chào anh Minh Gà. Đây, kỳ Nha Trang 1.6 triệu đây. Kỳ Nha Trang 1.6 triệu nó khoảng 14-15 sen nha. Nói chung là đang đi đọt. Rẽ thì khỏe. Bị ẩn comment tôi không thấy. Cái gì? Cây kiểng bonsai. Anh nói cho tử tế thì anh sẽ để em vào đây xem cách anh làm ăn nha. Còn em không nói tử tế là cho em ra đảo nha. Cho ra đảo thì sẽ không thấy được tùng làm ăn, không thấy được anh em kiếm tiền, không học được đâu nha. Anh nói hết sức cẩn thận. Đây Nha Trang đây 1.6 triệu, thấy chưa? Bị Nguyễn Dũng chửi liền, thấy chưa? Không chơi lan này về chơi bonsai đi. Chào Tuấn Tatsa nha. Nghiêm Lê Nghiêm Tiến ơi, Lê Nghiêm Tiến. Số tài khoản là 49649 nha. Số tài khoản là Lê Nghiêm Tiến ơi. Số tài khoản này 49649 nha, ngân hàng quân đội nha. Lê Nghiêm Tiến ơi. 49649 ngân hàng quân đội nha. Tên Tùng luôn nha. Kỳ Nha Trang 1.6 triệu này. Rồi chuyển khoản cho mình cái, cho cái bạn bonsai ấy nhỉ. Cho cái bạn Dũng gì bonsai đó. Biết này. 1.6 triệu mua được cái gì bonsai mà trong đó lại mua được kỳ Nha Trang này. Chào Lý Phục Văn nha. Ok Tuấn Lương. Ok cảm ơn Lê Nghiêm Tiến. Lê Nghiêm Tiến chuyển qua để cho cái bạn Dũng gì bonsai nó biết nha. Xong chụp màn hình gửi qua Messenger cho Tùng luôn. Qua vườn Lan Thanh Tùng cũng được, mà qua Facebook Nguyễn Thanh Tùng cũng được. Mặc áo ấm đội nón ấy, Nguyễn Thanh Tùng. Đây này, gửi qua Messenger Thanh Tùng cũng được nha. Đây là địa chỉ. Cái này là địa chỉ vườn lan của Tùng nha anh em. Cái này Facebook trang cá nhân của Tùng nha.
vườn Lan Thanh Tùng này, địa chỉ số 9 đường 9 trung tâm hành chính thành phố Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại 0918 98 49, MB Bank 49649 nha. Tùng thì ít tóc và có những chỗ không có tóc, nhưng có rất nhiều chỗ để nắm đầu nha mọi người. Đây Nha Trang đây, Nha Trang đây, Nha Trang đây. À cây kiển bonsai hả? Cây kiển bonsai hả? Bonsai trồng bao nhiêu năm mới bán được, cho nên bán nóng ruột đó. Bạn thấy anh em mình chơi bán gạch tị thôi, kệ bán đi, cho bán một cơ hội học hỏi. Còn nếu một cái comment mà nói tục nó là cho lên đường. Ok, 1 triệu 6 đã nhận nha. 1 triệu 6 thì đã nhận rồi nè. Đó, nhưng mà sẽ chờ chuyển cái Lê Tấn Nghi, Lê Nghiêm Tiến ơi, đã vào tài khoản nhưng mà chụp dùm cái gì ta? Chụp dùm cái màn hình để cho cây kiển bonsai thấy nha. Mọi người chờ Tùng xíu xíu nha. Cảm ơn Lê Nghiêm Tín. Cảm ơn rất là nhiều. Ok, Lê Quang Vương tới rồi đây nha. À, anh nhận được rồi Toàn Họ Lê ơi. Tại lúc nãy em chưa có xem like á. Anh nhận được rồi nha. Đây này Toàn Họ Lê này, anh nhận được rồi. Anh nhận được tiền em chuyển rồi nha. Cảm ơn em. Mình đã nhận được tiền của Henry Nguyễn nè, đã nhận được tiền của Lê Nghiêm Tiến nè, đã nhận được tiền của Lê Quang Vương nè. Chào Đức Nguyễn nha. Đây, 19.999.999 đồng. 19.999.999 đồng. Bắt đầu chốt, ghi chốt số điện thoại và giá nha. Chốt, ghi chốt số điện thoại và giá nha. Kỳ bạch tuyết đẹp lung linh luôn. Các bác nào chốt thì ghi chốt số điện thoại và giá nha. Cây ươm tự nhiên, rễ khỏe, còn một mắt ngủ đây. Mắt ngủ đang nhú đây, nhưng mà phải chờ cái này này. Lớn thêm một tí nữa, mình sẽ cắt ngay cái khúc dây đồng nữa. Mình ra mình ươm thì sẽ nhanh hơn. 19.999.999 đồng nha. Sao không có ai nói gì vậy trời? Sao không có ai nói gì vậy trời? Để mở cái máy khác xem có ẩn comment không. Cái này này, lúc nãy là bạn Henry Nguyễn đã chuyển khoản cho Tùng rồi này. 18.888.888 đồng này. Còn cái này là 19.999.999 đồng này. Chơi lan được cái hai giờ đó anh em. Toàn số đẹp không à. Nhìn hói hói nhưng mà cũng đẹp trai phết. Vườn Lan Thanh Tùng, số 9 đường 9 trung tâm hành chính thành phố Dĩ An. Số điện thoại 0918 98 49, MB 49649.
Ok Lê Nghiêm Tiến sẽ chăm cho Lê Nghiêm Tiến ở đây nhá. Lê Nghiêm Tiến này, Nha Trang đây, Lê Nghiêm Tiến để chụp hình lại cái. Đó, cái này là của Henry Nguyễn. Anh em nào chốt ghi chốt số điện thoại và giá nha. Ok, thấy rồi, chốt cho Lê Quang Vương. Chốt cho Lê Quang Vương nha. Chốt cho Lê Quang Vương. Ủa sao không ghi được ta? Chốt cái bài tuyết này cho Lê Quang Vương nha. Có khi đặt tên nào khoảng 10 triệu không anh? Khi đặt tên là cái gì? Có khi đặt tên nào khoảng 10 triệu không hiểu. Nguyễn V Võ ơi, anh xài Võ Thông Ochita nha Phạm Trọng ơi. Ok, giờ mới thấy là bị comment á. Chào không lùi bước nha. Có cây nào mấy trăm không hả Quang Phạm? Mấy trăm thì có, mà có Phú Thọ thôi. Mấy trăm ngàn này có Phú Thọ. Mấy trăm là có cây đẹp. Chào em trai Tiến Tư Tán nha. Tiến Tư Tán ơi, anh có 3 kia Nha Trang, anh bán 1 kia 1 triệu 6 rồi, còn 2 kia, 1 kia là 2 triệu, 1 kia 2 triệu 6, em có lấy kia nào không? Ok Mạnh Nguyễn, bạn mà không có chỗ vứt thì bạn đem vứt vào đây tôi lượm cho. Mạnh Nguyễn nha, bạn có chỗ không đưa đây tôi vứt cho. Lê Nghiêm Tiến muốn gửi tin nhắn cho bạn. Lê Nghiêm Tiến. Để mình vào tin nhắn chờ xem. Lê Nghiêm Tiến cũng không thấy nhỉ. Vừa thấy nó hiện lên là Lê Nghiêm Tiến muốn gửi tin nhắn cho bạn nhưng mà sau tìm không thấy thôi. Anh em ơi, còn anh em nào đó không, bây giờ là coi như bạch tuyết là hết rồi nha anh em nhá. Bạch tuyết kỳ đẹp như này là hết rồi nha anh em nha. Hello xin Blue. Bạch tuyết này là của bạn Lê Quang Vương, 19.999.000. Đó. Cái bạch tuyết này là của Henry Nguyễn, 18.888.000. Nó mở ngọn đi đẹp quá trời. Đó, Henry Nguyễn này này. Lê Quang Vương này. Hết. Tạm thời là hết. Lê Nghiêm Tiến mình vẫn lúc nãy thấy báo là muốn gửi tin nhắn cho bạn xong mình mở lại không thấy đâu. Chào anh em nha. Anh Hào ơi, anh Hào để xong anh nghiên cứu cho em cái đi. Anh biết là em rất là đam mê và rất muốn sưu tầm bạch tuyết. Anh Hào còn xem không anh Hào? Anh Hào còn xem không?
Đợt khí Tùng làm cái vườn này là hết 3 tỷ nha. Tùng làm cái vườn này hết 3 tỷ nha. Mình làm khác người ta. Các bạn không nên làm theo Tùng, tại Tùng là ở trên tầng 3 cho nên Tùng kiên cố hơn, sắt dày hơn, sắt nhiều hơn nha. Các bạn làm dưới đất thì không cần làm như Tùng. Tùng làm khẩu độ cột rộng cho nên là nó tốn kém hơn nha. Các bạn không nên làm theo Tùng cái dàn này. Vườn lan Hoàng Gia không có kỳ nào Nha Trang mà mấy trăm nha, chỉ còn 2 kỳ, 1 kỳ 2 triệu và 1 kỳ 2 triệu rưỡi nha. Cái kỳ 1 triệu 6 là bán rồi này. Nha Trang 1 triệu 6 đã bán rồi nha. Nha Trang 1 triệu 6 đã bán rồi. Còn 1 kỳ 2 triệu thì to hơn kỳ này tí, kỳ 2 triệu rưỡi thì to hơn nữa. À, 2 triệu 6 thì to hơn nữa. Cảm ơn Hoàng Nguyễn. Chưa, không có Nha Trang có nụ Minh Hùng ơi. Đây này, như cái kỳ bạch tuyết bé xíu rồi mà người ta trả Tùng 12 triệu mà Tùng ngại không dám bán luôn đó anh em. Đây này, cái kỳ bạch tuyết này này. Bây giờ mình mua một mắt ngủ mà đẹp là đã 10 triệu rồi. Mà để lên đây là cái lá bé xíu nó đang ra luôn. Trả 12 triệu nhưng mà không dám bán để nuôi lớn chút xíu nữa. Đây là mới lượm được thôi, mới lượm được. Này là đang cứu sẽ cứu thành công kỳ này. Đó, kỳ này sẽ ra sẽ rất là đẹp. Đây là kỳ năm 2 luôn đó nha anh em. Chia lại cho nó mát cái rễ. À, cái đọt bé xíu lên rồi. Đấy, đằng lên đấy. Che lại. Lần lớn tí nữa bán. Cảm ơn Nam Nghiêm Văn nha. Nguyễn Dương nói gì mình không hiểu ta. Mình không có hoa Nha Trang nở tại vườn nha anh em. Yên Thủy nở tại vườn này. Phú Thọ nở tại vườn này. Phú Thọ đẹp không anh em? Phú Thọ đẹp không? Phú Thọ nở tại vườn này. Chi Mỹ em lộn với không hiểu. Đây. Mọi việc là sẽ ổn thôi anh em. Nha. Xin chào 139 người đang xem live của Tùng nha. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ. Bây giờ thì nhưng mà giống cái này đẹp giống mắt bạch tuyết nhưng mà nó cái mũi nó vẫn hơi phớt hồng á. Ok. Chúc 139 người đang xem live của Tùng buổi trưa vui vẻ nha. Chào tạm biệt, Tùng đi ăn cơm cái nha. Bye bye.